Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với Vũ Bảo An Channel. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn những cây đinh lăng đã có độ tuổi từ 5 năm đến 7 năm. Đây các bạn, những cây đinh lăng này đã có độ tuổi là 5 năm rồi. Đó, gốc rất là to rồi các bạn. Và đây như cây này thì chúng ta đã nhìn thấy cả rễ nổi lên trên. Đó. Theo chủ nhà vườn thì chúng ta trồng đinh lăng là chúng ta không nên tỉa cành. Đây ạ. Mặc dù những cành rất là nhỏ nhưng mà chủ nhà vườn vẫn để. Đấy. Bởi vì theo như ông nói thì khi mà chúng ta cắt cành đi thì nó sẽ bị teo cái rễ. Đinh lăng bụi rất là to. Những cây này có chiều cao khoảng từ 1,5 m, 1,2 m đến 1,5 m. Đó. Thậm chí như cây này nó có thể lên tới gần 2 m. Bụi rất là to. Đó, cái chiều cao của cây đinh lăng này rất là cao. Bụi nào cũng to như vậy. Đây quý vị nhìn cây gốc rất là to mà củ cũng rất to, nổi hẳn lên mặt đất, các bạn nhìn thấy. Đó. Mà rất nhiều những cái mầm con ở bên cạnh. Đây, cây rất là cao. Cây cao và bụi rất là to các bạn. Đây, sang bên này nữa này. Đó, bụi này rất là to. Đinh lăng này được chủ nhà vườn trồng ở dưới những tán cây ổi. Đấy, các bạn nhìn củ rất to, à, gốc rất to. Nhưng mà họ không tỉa cành, không chặt cành, để nguyên như vậy. Đây, các bạn thấy là nó trồng dưới cây ổi và cây bưởi này. Đấy. Rất là tốt. Đấy. Đây các bạn, những cây đinh lăng rất to. Đó. Mà quý vị và các bạn đã biết là đinh lăng là loại sâm của người nghèo, nó rất là tốt các bạn ạ.
mà những cây có độ tuổi từ 5 đến 7 năm là có dược tính rất là cao. Nó mang đi được hai vợ chồng nó 2 năm rồi. Đó, Vợ chồng ai ạ? mọi người thấy nhỉ? Anh mới là Út à, đây là chủ vườn đấy thôi. Ông cho cháu hỏi là cái kỹ thuật trồng đinh năng này thì có khó không? À, dễ không nhưng mà nó như trồng rau Vâng. đơn giản Thế làm sao để mà nhưng có những mà bụi đinh nó năng phải nó... chịu khó bơm xương, Vâng. chịu khó bơm xương, không có nó cũng kiểu là nếu như mà không 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 bơm xương là nó cũng lụi như thế này này, Vâng. nó cũng bị hỏng như thế này. Nếu mà nó lụi như thế là nó sẽ ảnh hưởng đến Cố củ đúng không ạ? nó củ nó lại bó lại không phát Vâng. triển được. Như cháu thấy thì đinh năng của ông toàn những cây rất là to. Nói chung củ đã bằng thế này rồi, củ Vâng. dưới này bằng, còn đa số là nó bằng cái chui liệm, chui liệm. Nếu mà để được tối đa mình để bao nhiêu thời gian là mấy năm hả ông? 8 năm đến 10 năm. Vâng. Đấy, cái cây này nó bị chết này, nó cưa nó chết cành, Vâng. cưa mấy cành cần này quả kia. À, thế là được 2 con cóc rồi. Đây là những cái cây đinh năng mà ông trồng đã được 5 năm rồi. Đây các bạn thấy là củ nó nòi hẳn lên trên. Những củ này bây giờ mà ngâm rượu thì rất là tốt các bạn. Mỗi một gốc đinh năng già như thế này có giá là từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Và thậm chí có những cây cổ nhiều và to thì tùy theo trọng lượng của cổ mà có giá tiền tương đương. Theo chủ vườn đây thì ông trồng đinh năng như thế này vừa là tiết kiệm đất vừa cho thu nhập rất là khá, bởi vì trồng xen canh ở dưới những cây ăn quả như thế này thì đinh năng rất là tốt, bởi vì khi bón cây ăn quả thì đinh năng cũng được bón luôn. Và đinh năng sẽ không bị ảnh hưởng của sương muối. Thế nên bà con mà có những cái diện tích vườn lớn thì nên kèm theo những bụi đinh năng như thế này. Rất tốt đúng không ạ? Đây bên cạnh là những cây ổi và quả ổi được bọc rất là kỹ lưỡng để tránh ruồi vàng đục trái. Và những cây đinh năng rất là tốt. Còn công dụng của đinh năng thì các bạn đã biết rồi. Nó giúp cho chúng ta bồi bổ sức khỏe và ăn ngủ tốt. Chống suy giảm trí nhớ.
Vâng, và thưa quý vị và các bạn, video của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu yêu mến tôi, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh giúp tôi thêm động lực để làm thêm những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bye bye.